Em là người yêu anh đó. Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em. Em xin lỗi, nhưng mà em nghĩ chúng ta không thể đến với nhau được đâu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just... Sao em bảo không có chàng trai nào tốt bằng anh? Vì tình anh em tốt hơn, vào ngay Nhất Kiếm Giang Hồ để khuynh đảo võ lâm cùng em. Nhất Kiếm Giang Hồ? Tình em chỉ có thể tốt hơn.